Chào mừng quý vị đến với chương trình Dân số và Sức khỏe kỳ này. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bệnh viện Quân y 7B tận tâm chăm sóc sức khỏe thương bệnh binh, Khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm đang nỗ lực triển khai các chương trình tuyên truyền phòng chống các bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, tâm thần và ung thư, bệnh của thế kỷ 21. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phục vụ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân một cách tốt nhất, mang lại sức khỏe cho người bệnh, giúp họ có thể trở lại lao động, sinh hoạt bình thường trong công tác và trong cuộc sống, đội ngũ cán bộ chiến sĩ của Bệnh viện Quân y 7B hướng đến kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ với các chính sách, kế hoạch cụ thể xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Đóng trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Quân y 7B luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội lực lượng vũ trang, quân khu và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc đầu tư cơ sở khang trang theo từng giai đoạn, đầu tư trang thiết bị ngày càng tiên tiến, bệnh viện còn luôn chú trọng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện Quân y 7B thì là bệnh viện hạng 2 của quân khu 7. Được sự quan tâm lãnh đạo của Thủ trưởng Bộ Quân khu, Thủ trưởng Cục Cần Quân khu, rồi sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện rất là thuận lợi của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh Đồng Nai cũng như các sở ban ngành của tỉnh. Thì trong những năm vừa qua, bệnh viện đã có nhiều những chủ trương giải pháp để nâng cao chất lượng công tác thu dung cấp cứu, khám chữa bệnh cho bộ đội, lực lượng vũ trang quân khu và các đơn vị của bộ trên địa bàn và nhân dân trong tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên, chăm sóc thương bệnh binh, gia đình chính sách, cũng như tham gia các công tác xã hội khác. Riêng đối với thương bệnh binh, khi đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện, đều được quan tâm chăm sóc tốt ngay từ khâu đầu cũng như trong suốt quá trình điều trị. Chính sách đối với bộ đội và nhân dân thì chúng tôi cũng đã quán triệt đến từ cấp ủy chi bộ đến toàn thể các đồng chí cán bộ nhân viên khi nỗi đau của người bệnh như là đau của mình và có những cái chủ trương giải pháp, với đặc biệt đối với bộ đội thì chúng tôi từ cái chỗ mà tất cả các khâu, từ khâu tiếp nhận đến khám bệnh rồi là cái công tác điều trị đều có cái phân loại, có cái khu khám bệnh riêng để cho bộ đội, thế rồi là ở xuống các khoa được bố trí các cái khu nằm điều trị riêng. Ông Phạm Xuân Chương ở cư xá Phúc Hải, thành phố Biên Hòa là thương binh bậc 1/4. Hiện nay mỗi khi trái gió trở trời, vết thương cũ lại đau nhức nên ông thường xuyên phải vào bệnh viện điều trị. Tại Bệnh viện Quân y 7B, ông nhận được sự quan tâm chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, cũng như những chính sách tốt mà bệnh viện triển khai. Qua đó, ông cảm nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thương bệnh binh. Thái độ của chăm sóc thương bệnh binh đây thì thái độ của y bác sĩ phụ rất tốt, tận tình, chu đáo. Thì chính sách Đảng, Nhà nước bây giờ cũng rất quan tâm đến thương binh liệt sĩ. Quan tâm chú đáo sự tinh tế như có gì nãy ngày Tết thì đến gia đình thăm động viên cho quà. Anh Võ Ngọc Phi Châu, 38 tuổi, quân nhân lữ đoàn tăng thiết giáp 26, thuộc quân khu 7, đang điều trị tại khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 7B. Anh cho biết trong tập luyện chiến đấu và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, do không đúng tư thế, anh bị đau thắt lưng hông và đã nằm điều trị tại bệnh viện 20 ngày qua. Trình công tác và ấy em bị đau cái lưng, sau ra đây khám thì bác sĩ kêu đau thắt lưng hông, cho nằm lại điều trị 20 ngày. Sáng thì chăm cứu uống thuốc, chiều thì qua tập vật lý trị liệu với kéo xương. Trong thời gian được bác sĩ tận tình chăm sóc với các y tá ở đây điều dưỡng, thì qua 20 ngày thì bản thân em cũng thấy cũng đỡ rất nhiều. Tại đây, hàng ngày anh được các y bác sĩ thăm khám, điều trị, chăm sóc tận tình với các phương pháp như châm cứu, vật lý trị liệu, hướng dẫn tập luyện vận động phù hợp để giúp anh mau hồi phục.
bất kể bệnh nhân điều trị nội trú hay ngoại trú, là thương bệnh binh, hưu trí hay nhân dân, tất cả đều được đội ngũ y bác sĩ thăm khám, điều trị, chăm sóc theo phương châm, xem nỗi đau, sự lo lắng của người bệnh như nỗi đau, sự lo lắng của chính mình, đã được Đảng ủy Bệnh viện quán triệt đến từng khoa, từng cá nhân trong đơn vị. Phương châm là điều trị là coi nỗi đau người bệnh giống như nỗi đau của người thân của chính mình. Do vậy mọi người bệnh đến với chúng tôi là chúng tôi đều vui vẻ, nhiệt tình, niềm nở. Tức là khi bệnh nhân đến thì đón tiếp niềm nở, khi bệnh nhân ở lại thì dặn dò chu đáo, điều trị tận tâm tận tình, khi về dặn dò kỹ chu đáo để cho người bệnh cảm thấy về nhà an tâm vui vẻ. Và chúng tôi lưu lại số điện thoại của người bệnh, lâu lâu chúng tôi điện hỏi thăm chăm sóc sức khỏe, hỏi về người bệnh là sau khi điều trị về nhà thấy tình hình ổn không. Bác sĩ đây thôi tụi em như đồng chí đồng đội như chăm sóc rất là quan tâm, như anh em trong gia đình động viên tận tình giúp đỡ ăn uống hay ngủ nghỉ, cảm thấy rất là tụi em bệnh tật nằm đây rất là ấm áp. Còn tại khoa chấn thương chỉnh hình, chúng tôi gặp anh Đinh Xuân Huyền, quân nhân thuộc trung đoàn 271 sư đoàn 5 đang điều trị đa chấn thương. Anh cho biết trong kỳ nghỉ phép về thăm nhà ở Bình Thuận, chẳng may anh bị tai nạn giao thông và đã được chuyển vào đây điều trị hơn 2 tuần qua. Thì bệnh nhân này vào là chúng tôi được cấp cứu ở một bệnh viện khác, một bệnh viện ở tuyến huyện, sau đó đưa lên chúng tôi. Thì khám thì vào với tình trạng là bệnh nhân bị gãy phức tạp đầu dưới xương quai và gãy 1/3 dưới xương đùi. Bên cạnh đó là có cái trật khớp khuỷu. Thì chúng tôi lúc đó vào thì cũng đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng cho bệnh nhân, sau đó là lên kế hoạch và chương trình cụ thể. Chúng tôi là phẫu thuật kết hợp xương đùi cho bệnh nhân và đầu dưới xương quai. Đối với bệnh nhân này thì cái xương quai rất là phức tạp, thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để hoàn chỉnh được cái xương quai và kết quả cũng tương đối tốt. Khoa chấn thương chỉnh hình là một trong những khoa có thế mạnh của Bệnh viện Quân y 7B, chủ yếu điều trị các thương tích chi thể, các chấn thương xương đòn, gãy xương, phẫu thuật kết hợp xương. Khoa cũng thực hiện các kỹ thuật cao như thay khớp gối, nội soi khớp gối và thay khớp háng. Mỗi ngày khoa điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân nội trú và khám ngoại trú cho khoảng 100 ca, trong đó quân nhân, thương bệnh binh có khoảng 5-6 ca. Thưa quý vị, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên của Bệnh viện Quân y 7B với tinh thần và phương châm phục vụ, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân tận tình, chu đáo, cùng với những chính sách riêng thể hiện truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, qua đó đã nhận được sự tin tưởng và yêu mến của mọi người. Phần cuối chương trình Dân số và sức khỏe hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi nét về khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị khán giả, ông bà ta thường nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Do đó, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bác sĩ Đỗ Quốc Trung, trưởng khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch tỉnh Đồng Nai. Vâng, xin bác sĩ cho biết giới thiệu về cái khoa phòng chống các bệnh không lây nhiễm của mình. Khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm này đó thì trước đây thì đã có thành lập cái khoa này từ rất là lâu, những cái năm giai đoạn là trước những năm 2000, nó thuộc về bên Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh. Nhưng mà so từ ngày 1/3/2019 trở lại đây thì là do thành lập Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh, gọi tắt là CDC. Thì cái khoa này ở trên cái nền cũ của cái khoa gọi là khoa kiểm soát bệnh, các bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng, thì đổi thành cái khoa gọi là khoa phòng chống các bệnh không lây nhiễm thuộc về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai. Thì hiện tại bây giờ có triển khai 5 cái dự án và chương trình phòng chống các bệnh không lây nhiễm, bao gồm bệnh đái tháo đường, bệnh tăng huyết áp, bệnh tâm thần và phòng chống bệnh ung thư. Ngoài ra thì còn có chương trình phòng chống các rối loạn thiếu hụt do iốt. Bác có thể giới thiệu sơ bộ về cái hiện trạng các cái bệnh không lây nhiễm như bác vừa kể, đái tháo đường của cả nước cũng như tại địa phương được không ạ? Yeah.
Thì trong một cái điều tra toàn quốc năm 2012 cho thấy cái tỷ số, tức là tính trung bình cả nước đó, là cái tỷ lệ dân mắc của chúng ta là khoảng là 5,6% cho toàn tính trung bình của toàn quốc gia. Và cái tỷ lệ người mắc gọi là tiền đái tháo đường là 12,6%. Thì cũng theo về cái một cái điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới kết hợp với lại Bộ Y tế chúng ta, thì cái tỷ lệ về bệnh tăng huyết áp đó của dân Việt Nam chúng ta đến cái thời điểm 2015 là 25% dân số những người trưởng thành, tức là những người từ 25 tuổi trở lên, thì cứ 4 người, trung bình 4 người có một người bị tăng huyết áp. Thì đó chính là những cái vấn đề về cái nguy cơ rất là cao, và cái vấn đề là cái gánh nặng về y tế rất là lớn đối với các cái bệnh không lây nhiễm. Và câu hỏi tiếp theo được đặt ra cho bác đó là bác có thể giới thiệu về những hoạt động hiện tại của khoa mình đã được triển khai như thế nào tại khoa cũng như là tại các tuyến cơ sở y tế cấp dưới. Đối với cái việc triển khai tỉnh Đồng Nai thì chúng ta còn đi nhanh và đi trước toàn những cái vấn đề chỉ đạo của Bộ Y tế, tức là theo các cái chỉ đạo về cái quyết định 1125 đó, thì khoảng 40% số xã phường là đưa vào, đến tính đến năm 2020 là khoảng 40% xã phường là quản lý về đái tháo đường và tư vấn điều trị đái tháo đường. Nhưng mà hiện tại đối với Đồng Nai chúng ta thì đến 2015-16 thì đã bao phủ hết 171 xã phường. Và theo cái kế hoạch của Ủy ban tỉnh Đồng Nai là cái kế hoạch 12.100 được phê duyệt mới nhất cho giai đoạn 2018-2025, thì phấn đấu đến năm 2025 là toàn bộ chúng ta sẽ kiểm soát được, phát hiện được 50% số bệnh nhân tăng huyết áp cũng như đái tháo đường ở trên địa bàn. Và cái số đó chúng ta phải quản lý, tư vấn, điều trị đúng được 50% số đó. Vâng, xin bác sĩ cho biết là khi người dân có những cái vấn đề như thế nào thì nên tìm đến cái khoa của mình cũng như là các cái cơ sở y tế có những cái trung tâm để kiểm soát bệnh không lây nhiễm. Như chúng ta thấy đó, trong cái cuộc sống của đất nước chúng ta và cụ thể là địa bàn tỉnh chúng ta bây giờ, thì các cái điều kiện về ăn uống, sinh hoạt, ăn uống thì có thể chúng ta sẽ ăn uống nhiều khi nó hơi nhiều quá so với cái nhu cầu. Rồi thì trong cái chuyện sinh hoạt thì có thể chúng ta ít cái hoạt động thể lực, cho nên sẽ có nhiều những trường hợp là béo phì, có những trường hợp là bị thừa cân, thêm vào đó là những các cái hoạt động của chúng ta bây giờ có thể là ít cái hoạt động thể lực. Cho nên những người mà có cái dấu hiệu là thừa cân, có những người có dấu hiệu là bị bệnh tăng huyết áp, có những người mà làm việc mà cảm thấy là thì mình rất là ít hoạt động, làm việc ở văn phòng rất là ít hoạt động thể lực, rồi những người mà có những cái nguy cơ, ví dụ như tiền sử gia đình, có những người về bố mẹ, anh chị em, người thân bị mắc bệnh đái tháo đường tăng huyết áp, thì đó là những người cần phải chú ý là đến các cái cơ sở khi mà đến cái lứa tuổi trưởng thành, là chúng ta cần phải là thấy có những cái tiền sử như thế và có những cái nguy cơ như thế thì chúng ta phải đến khám và phát hiện sớm. Và có như vậy thì nó mới đạt được cái chuyện là chúng ta phát hiện sớm để mà chúng tôi cơ với các cơ quan y tế đấy giới thiệu hướng dẫn để chúng ta phòng bệnh, tức là chúng ta chặn ngay từ các cái nguy cơ ban đầu để có thể phòng được cái bệnh không đái tháo đường, tăng huyết áp và một số những cái bệnh về chuyển hóa khác. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Đỗ Quốc Trung đã đưa đến cho khán giả những thông tin cơ bản cũng như là hữu ích về cái việc phòng chống bệnh không lây nhiễm. Vâng, xin cảm ơn bác và cảm ơn quý vị khán giả. Thưa quý vị, chương trình Dân số và Sức khỏe kỳ này của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau, phát sóng lúc 16h45 ngày thứ 2 tới trên kênh Đồng Nai 1. Kính mời quý vị đón xem.